Sơn TV xin kính chào toàn thể quý vị các bạn nhé. Xin chúc cho toàn thể quý vị các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Hiện tại bây giờ thì em Sơn đang có mặt tại lễ hội cây đa Tân Trào. Đấy, nơi bác đã trồng cây đa Tân Trào vào ngày 16 tháng 8 năm nào đấy thì chưa mình chưa loát ra được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở Tân Trào. Và hôm nay là ngày 16 tháng 8 thì có nghĩa là ngày lễ hội chính tại lễ hội cây đa Tân Trào. Và ở trên này thì hôm nay thì cũng có rất là nhiều những cái chương trình hay. Thì hôm nay thì em Sơn cũng đã có mặt ở đây để đi ghi hình và truyền tải về tất cả cái nội dung trong cái lễ hội cây đa Tân Trào này để cho mọi người xem. À, để cho mọi người biết rằng là Tân Trào thì cũng có rất là nhiều những cái đặc biệt và đặc sắc. Đấy, và bây giờ thì em Sơn xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng với cả em Sơn đi di chuyển vào khu vực bên trong. À, khu bên trong này thì có rất là nhiều những hội trại của kiểu như là của huyện tổ chức các thanh thiếu liên rồi các chương trình văn nghệ các thứ trò chơi dân gian rất là nhiều thứ ở trong này. Thì bây giờ em Sơn xin mời quý vị của bạn cùng với em Sơn đi vào bên trong nhá. Đây như quý vị các bạn đang được quan sát thấy thì ở bên trong này nó là sân trung tâm quảng trường tại cây đa Tân Trào. Ở bên trong này thì người ta tổ chức các chương trình văn nghệ cũng như là các cái hội trại thì được dựng lên ở phía bên trong sân quảng trường đây. Đó, em Sơn thì mới đi vào đến cái đoạn ban đầu này cho nên là vẫn chưa được quan sát được nhiều. À đây ngay bên dưới này, như quý vị thấy là đây có một cái dây thừng rất là to này. Cái dây thừng này thì để cho mọi người tham gia cái trò chơi kéo co đấy. Nhưng mà chắc là cũng chưa diễn ra đâu. Ở phía xa xa bên kia thì Sơn thấy là mọi người đang quay lại một cái vòng tròn, không biết là đang tham gia một cái trò chơi gì nữa. Nhưng mà bây giờ thì em sẽ di chuyển vào bên trong để xem nhé. Hóa ra là bên trong này mọi người đang tham gia một cái trò chơi, đó là trò chơi kéo co. Đúng là một cái trò chơi dân gian tại các lễ hội thì đều có. Như mọi người quan sát thấy thì hai bên đang chuẩn bị vào những cuộc thi đấu đầu tiên. Đó. Rất là tuyệt vời. Cái đội bên này ấy, thì họ có một cái chiến thuật là họ sẽ dội nước ra cái sân này để cho nó có độ ma sát cao. Và ngay từ những phút ban đầu thì họ cũng đã giành được chiến thắng rồi. Bây giờ thì không biết là cuộc thi đấu thứ hai này thì sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta cũng cùng phải chờ đợi thôi các bạn ạ. Như các bạn quan sát thấy thì lượng du khách cũng như là người dân địa phương ở khắp trên tỉnh Tuyên Quang cũng như là huyện Sơn Dương thì cũng đổ về đây rất là đông để đi tham gia cái lễ hội cây đa Tân Trào này cũng như là để xem các trò chơi dân gian ở tại nơi đây. Vừa nãy ở bên ngoài thì Sơn cũng cho mọi người xem rằng là có những cuộc thi kéo co ở bên ngoài. Còn bây giờ thì Sơn sẽ đưa mọi người vào bên trong này để chúng ta cùng được ngắm nhìn những trại ở trong này nhá. Đây là những cái trại hè. À, bên trong này có cái đội hát hen rất là hay. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào trong để nghe hát hen đó nhá. Bây giờ thì ở bên trong này thì Sơn thấy là mọi người đang hát hen rất là hay đây. Ta mưa thắng
Thank you.
các bạn vừa được nghe những ca khúc hát then của những người con gái Tày. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Đây đây là những nghệ sĩ, nghệ nhân của người Tày, người Nùng nhá. Còn đây thì là một số những cựu chiến binh cũng như là du khách đã tập trung ở đây để lắng nghe những bài hát then của người Tày rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì Sơn cũng xin phép để di chuyển sang một vị trí khác để ghi hình thêm cho quý vị và các bạn xem nhé. Như quý vị và các bạn quan sát thấy thì ở khu sân trung tâm lễ hội của Tân Trào này á, thì có quá nhiều những cái cổng trại. Phải nói là những cái cổng trại nó quá là tuyệt vời luôn quý vị và các bạn ạ. Như Sơn thấy ở đây nó quá nhiều trại luôn này. Không biết là bao nhiêu trại nữa nhưng mà quá nhiều luôn đấy. Thấy quay 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 đâu phải mấy chục cái trại luôn đấy. Đây là một cái gọi là ngày hội và ngày Tết độc lập. Đó, cho nên là người dân ở đây họ cũng người dân địa phương ở trong huyện Sơn Dương này họ cũng tổ chức rất là to luôn. Đó. Còn ở bên đây thì có một cái cổng trại được làm bằng những cái tre cái lứa này, khá là tuyệt vời này. Đấy. Ở bên trong này Xuân thấy hình như là có những cái gì nữa. Trong này có lẽ là người ta đang giới thiệu về những cái sản phẩm cái kiểu như là những cái sản phẩm của bà con địa phương này. Các bạn thân mến, như vậy là lễ hội cây đa Tân Trào đến ngày hôm nay. Và thực tế thì buổi trưa ngày hôm nay cũng gần như là đã kết thúc rồi. Ở phía bên trong ấy, thì hội trại thì Sơn cũng đã ghi hình và truyền tải, mọi người cũng đã được xem rồi. Và đặc biệt nữa là có những cái bài hát then của các cô gái người Tày, người Nùng. Và bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây. Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi Sơn trong suốt quá trình thời gian vừa qua. Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào.